Phượng là linh vật được biểu hiện cho tầng trên. Phượng thường có mỏ diều hâu dày, đầu gà, lưng rùa, hàm én, tóc chỉ, vảy cá chép, cổ rắn, đuôi cong, móng chim ưng đứng trên hồ sen. Với ý nghĩa đầu đội công lý, đức hạnh, hai mắt là mặt trời, mặt trăng, lưng cõng bầu trời, lông là cỏ cây, cánh là gió, đuôi là tinh tú, chân là đất. Vì thế Phượng tượng trưng cho cả vũ trụ. Khi Phượng ngậm lá đề hoặc cành hoa đứng trên đài sen, nó biểu hiện cho con chim của đất Phật, tức là có khả năng giảng về đạo Pháp, làm nhiệm vụ như các nữ thần chim, nhảy múa hát ca, chào mừng Phật Pháp. Phượng Hoàng xuất hiện báo hiệu đất nước hòa bình và thịnh vượng. Phượng là loài chim đẹp nhất trong 360 loài chim. Nó có thân hình quyến rũ, kết tinh được vẻ đẹp, sự mềm mại, sự thanh lịch, vẻ duyên dáng của tất cả các loài chim. Chim phượng còn tượng trưng cho tầng lớp quý phái. Khi phượng bay hoặc múa là tượng trưng cho sự hoạt động của vũ trụ. Vì thế phượng là hình tượng của thánh nhân, hạnh phúc. Phượng tương ứng với Chu Tước. Phượng là con trống, loan là con mái. Tình chúng như sắt đá nói lên sự chung thủy.